Vâng chị Tú Anh này nếu như mà chị có được 3.000 mét vuông đất thì chị Tú Anh sẽ dự định làm gì? Vâng không biết là anh Cường muốn hỏi về đất kinh tác hay là là gì Nhưng mà nếu mà muốn nói 3.000 mét vuông đất ở thành phố thì có lẽ là tôi sẽ xây một căn biệt thự này Một căn villa hay là một cái căn nhà dạng studio nơi mà có rất là nhiều vườn để mà cả gia đình có thể ở Như thế thì cả gia đình tôi vừa có không gian sống xanh vừa có nhiều cây xanh mà lại có thêm thu nhập ổn định Nếu mà căn hộ đó cho, cho thuê hay là chị, chị mà ta làm có 3.000 mét vuông cái... đất ở thành phố mà chị sử dụng vào những cái mục đích như thế tôi nghĩ chị là một người triệu phú rồi đó Tôi đang muốn hỏi về 3.000m2 đất canh tác kìa chị Vâng, nếu mà là đất canh tác thì tôi sẽ dành 3.000m2 này để trồng luân canh cây trái Để mà có thể có cây trái bốn mùa ừ. à, Nếu mà làm như vậy thì mùa nào cũng có thức ăn ngon, có quả ngon, quả ngọt để ăn thú ạ? Dạ, vâng ạ, à. thế nhưng mà tôi nghĩ rằng là chị Tú Anh sẽ phải lưu ý rất nhiều trong cái việc là canh tác trái cây trên những cái vùng đất này chứ đúng không ạ? À? Bởi vì đôi khi mà chúng ta canh tác trái cây bốn mùa như vậy thì sẽ gặp rất nhiều các cái dịch bệnh. Vâng, có lẽ là bây giờ phải nói câu ước mơ chỉ là ước ừ. mơ đúng không ạ có phải là ai cũng trở thành triệu phú nhờ việc trồng cây ăn trái đâu tôi thấy có rất là nhiều những cái uh, vấn đề nếu mà chúng ta trồng cây ăn trái ví dụ như là mất mùa này dịch bệnh này ừ. có lẽ là sẽ rất khó đấy ạ bà con nông dân của chúng ta phải quả thật là rất giỏi đấy ạ vâng ạ à, những cái lo lắng mà chị tu anh vừa chia sẻ thì um, chúng ta không thể nào tránh khỏi thế nhưng chúng ta cũng sẽ có những cái biện pháp phòng tránh tuy nhiên nếu áp dụng đúng cách an toàn sinh học phòng tránh dịch bệnh thì hoàn toàn kiểm soát được hoạt động canh tác thưa quý vị chẳng hạn như là ở việc chúng ta đảm bảo vệ sinh đồng ruộng nè khử trùng dụng cụ làm vườn thường xuyên chúng ta quan Toàn ngăn ngừa được nhiều dịch bệnh Ví dụ như là bệnh do nấm gây hại nữa Vâng sở dĩ tôi nói rằng là bà con của chúng ta Là những người nông dân rất là giỏi là ừ. Bởi vì là một số nhà vườn hiện nay ấy, Thì cũng đã áp dụng phương pháp cạnh tranh sinh học đó là thả nuôi thiên địch như là nhện bắt mồi hay là bọ cánh cam và những côn trùng này thì sẽ giúp dọn sạch các loại dày này các loại dẹp các loại sâu bọ gây hại trong vườn làm thế này thì mỗi vụ là chúng ta cũng sẽ tiết kiệm được hàng trăm triệu đồng chi phí thuốc trừ sâu thuốc phun đặc trị các nhiều loại dịch bệnh khác nhau vâng ạ và cùng với việc canh tác an toàn sinh học thưa quý vị chúng ta cũng cần cân nhắc đến việc tìm đầu ra cho sản phẩm nắm bắt được xu hướng tiêu thụ trên thị trường mà một chàng trai ở tỉnh an giang đã làm giàu thành công chỉ với khu vườn rộng ba m vuông và bây giờ thì chúng ta hãy cùng gặp gỡ và tham quan mô hình canh tác của chàng trai này quý vị nha. Xác định táo là loại cây canh tác ngắn ngày ít sâu bệnh, lại cho thu hoạch được sản lượng lớn, nên anh Lương Thanh Phương ở xã Tân Thạnh, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang đã lựa chọn canh tác loại cây này, giống táo mà anh chọn là táo hồng. Giống táo này phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng và thời tiết của địa phương nên phát triển rất tốt. Đặc biệt, loại táo này cho trái quanh năm, thời gian thu hoạch lên tới một năm. Mười ngày mình vô phân một lần, mình chỉ dùng thằng uh, TE, nhưng để mình trộn thêm để bê vô mớ. là nhận của táo thì nó cao hơn lại nhuận lúa. Mình, uh, mình bẻ thì thương lái lại nó căng là ký uh, 15 ngàn, căng hốc hộp là 15 ngàn. Còn nếu lựa ra là 18-20 ngàn. Trên diện tích 3.000m2 đất vườn, ngoài cây táo hồng, anh Phương cũng trồng thêm cây ổi lê Đài Loan. Với giống ổi này, anh Phương tiến hành tỉa cành thường xuyên để hạn chế cây phát triển cao, đồng thời kích thích cây ra nhiều trái. Trồng ổi kết hợp với trồng táo đã giúp gia đình anh Phương thu hoạch trái quanh năm. Vẻ, anh lẻ vậy là anh thu hoạch khoảng 80 kg. 1 kg bán được 7 000 căng cho thương lái 7 000 còn bán lẻ thì 10.000, 10 000 10 000 còn ở dục đỏ này thì 15.000. Trung bình mỗi ngày, gia đình anh Phương thu được 150 kg táo và ổi, giúp đem lại lợi nhuận từ 500 tới 1 triệu đồng. Mô hình cây ăn trái kết hợp đã giúp anh Phương khai thác hiệu quả được mảnh đất vườn rộng 3.000 m2. Mô hình của anh hiện đang là mô hình kiểu mẫu để bà con trong vùng học tập chuyển đổi cơ cấu canh tác cây trồng.